Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video ngày hôm nay thì cả Sơn Đỉnh đã nên cho các bác một cái bộ combo kéo đẩy của hãng Pioneer. Model của dòng này là Pioneer SM180 25 mã và SC180 25 mã. Đây gọi là bộ kéo đẩy, thường thường thì theo trong giới audio thì gọi là bộ dẹp bao, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta gọi phổ thông thì gọi là bộ kéo đẩy cho nó dễ. Trên này thì nó sử dụng là một thớt âm sắc có chỉnh ba tép, có đầu nớt và các đường vào. Phần thớt bên dưới thì nó là có công suất, tức là gọi là có sò. Đấy. Và khi các bác khuếch đại volume lên thì nó sẽ đẩy xuống dưới để nó sẽ ra tiếng về âm thanh. Thì đấy gọi là bộ kéo đẩy, nó là như vậy. Thiết kế đẹp, mặt phay nhôm màu trắng, size của nó là size 48, có hai quai sách. Ở những dòng S180 25 mã ở đây thì nó có công suất rất là lớn, 210W, chạy 8 sò than cánh, 2 vít, 4 tụ lực nguồn và 2 nguồn riêng biệt. Đây là bộ dẹp bao có công suất lớn của hãng Pioneer, phối ghép với những cặp loa khó tính, những cặp loa công suất lớn hoặc những cặp loa bát lớn. Thì bác nào đang có nhu cầu cũng như cần chơi những cái bộ dẹp bao chất lượng mà lại giá tiền mềm mại thì cứ alo Xuân Đỉnh. Thực chất ra bây giờ thì Xuân Đỉnh cũng vẫn thường hay nói với các bác là cái giá về những cái sản phẩm âm thanh bãi thì nó rất là rẻ rồi, và đây cũng là cái mức giá gọi là chạm đáy rồi để các bác sở hữu những cái bộ âm thanh chất lượng. Thì đây là thời điểm rất tốt để các bác mua về những sản phẩm, không riêng cá nhân về Xuân Đỉnh bán hàng và cũng rất là nhiều cửa hàng khác, cho nên là các bác lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp thì các bác cứ nhanh tay mà chốt hàng vì giá nó không thể rẻ hơn được nữa. Cũng như trong video ngày hôm nay, Xuân Đỉnh đang ghép là một cặp loa Victor Bass 30. Nếu như ở bên Nhật Bản thì đây là một trong những dòng loa rất là danh tiếng, tiếng thì rất là hay, Bass 30. Nhưng về thị trường Việt Nam chúng ta thì vì cái tên thì người ta không thích, cho nên giá nó rất rẻ. Đấy, mức giá cho cặp loa Bass 30 này là chỉ có 5,5 triệu. Và phối ghép thì tiếng nó quá tuyệt vời rồi. Cặp loa này thì các bác có thể dùng những độ 2-3 năm các bác dùng thoải mái, không phải nghĩ ngợi, các bác bán đi thì nó cũng chẳng lỗ nhiều. Mà đây là những dòng loa có thiết kế loa nó rất là kiên cố chắc chắn và cấu hình loa thì rất là khủng. Một Bass 30, gân của nó là gân tẩm dầu, màng giấy, có 5 rốn loa trang trí và duy nhất thì có một cái hơi móp một chút xíu này. Một trung đôm 16, trung đôm, củ nó to lắm, và một tép đôm, đây là hai tính chỉnh trung tép. Dòng này thì thiết kế cái phần vỏ của nó là vỏ gỗ giống như những dòng loa AR, mặt cây, đít cây, thì đây cũng như vậy. Dòng này thì rất là bền, gỗ thì rất là chắc chắn, căng cước còn đầy đủ hết. Đây là cặp loa Victor SX7. Cặp loa này thì kích thước tổng quan chiều cao là 64, chiều ngang 38 và chiều sâu là 31. Loa rất nặng và chất, tiếng thì rất là hay và chất âm thì vượt xa tầm tiền rồi. Cặp loa này thì chỉ có mức giá là 5,5 triệu, căng cước đầy đủ và loa thì đảm bảo với bác là nguyên zin. Bên này thì cái rốn loa bass nó rất là đẹp. Đấy, nó chỉ có móc một cái rốn loa bass ở phía bên kia thôi, cho nên là cái giá nó cũng rất là rẻ. Những dòng này thì rất dễ phối ghép, để các bác ghép cho Xuân Đỉnh vào những dòng Omni Pioneer, những dòng 7600 trơn, 7600 mắc đôi hoặc 8800 chạy sò sắt hoặc 8900 đánh cặp này rất là hay. Hoặc các bác ghép với những dòng Omni Victor đồng bộ cũng được. Quan trọng nhất vẫn là giá tiền, rẻ hơn cả loa tàu Victor SX7. Loa này còn đẹp, thần hàng thì cái phần mặt cây đít cây thì nhìn nó sẽ nem nhem, nhưng mà đây thì nó không có bể nở gì cả đâu. Và loa này thì dùng các bác cứ an tâm về chất lượng luôn. Và giá tiền rất là rẻ, chỉ có 5,5 triệu là các bác đã sở hữu được một cặp loa chất lượng đến từ Nhật Bản và không có hàng nhái. Còn bộ phối ghép kéo đẩy của Pioneer 180 25 mã ở đây thì cửa hàng Xuân Đỉnh hôm nay cũng bán rẻ cho các bác, chỉ có 9,000 đồng. Tất cả những sản phẩm nó đều xuống giá hết rồi. Mà tiếng của dòng này thì rất hay. Tính ra giá trị cái tầm tiền của cái bộ này thì nó rẻ hơn cả chiếc Omni 7800. Nhưng bù lại thì dòng này thì công suất nó khỏe hơn rất là nhiều. 210W, hai đèn vu to ở chính giữa, đánh hai cổ loa AB và A+B. Đấy. Có chỉnh nao nớt, chỉnh bát tép trên máy. Và đây là các cái đường vào, khi các bác di chuyển nó đều có đèn. Pioneer kéo đẩy 180 25 mã, công suất là 210W, máy chạy 8 sò 2 vít, 4 tụ lọc nguồn và 2 nguồn riêng biệt. Một bộ combo này cửa Xuân Đỉnh đang bán ra lời với các bác mức giá là 9,000 đồng. Còn cặp loa Victor SX7 Bass 30, một trung đôm một tép đôm, mức giá là 5,5 triệu.
Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng số đỉnh, và các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.